Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Mười một ngày nữa thì xếp ranh anh nhỉ? Đâu ra ai đồn 11 ngày nữa thì xếp ranh ác vậy? Tao game chắc không thua đâu. Ngày này mình lợi thế đại hơn rồi. Đừng để rừng nước anh đấm chết được. A few minutes later. Hơn được 21 lính. Hơn được một món, một mảnh nhỏ. Boom. Lát nhau, lát nhau. Thái Lê, rành đơn cao chính hay ơ cao khách vậy em? Nó chính lên nè, 1.000 đi ta, chính á, ta thủ. Nó vào trước mình, rừng mình cũng đứng trong đấy, nó xét nó trước mình. Con này cho ăn mớ màng rồi mà sao nhìn vẫn đúng. Ui. Con đánh cái tôi cao dữ ghê. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Má chạy vào chùa luôn là hay rồi. Chạy đâu nhóc. Bêm rừng sớm quá. We'll be right back.
lời thì lời nhưng mà làm đau quá hả anh em. Đứng đâu ai chót bộ đau quá, né né ai chót. Không được, kể cả ăn được thằng ăn Amazon vẫn khó. Rồi luôn. What's up, baby? Ngáo hả? Tao đủ đam luôn chết được. Đây đang nhắn với mình như bằng hai vạch đây. Mình có cài với đua cải thiện alo, alo em thấp quá nhắn mình ha. Mùa này lên thách đấu được nha. Ok, chúng ta có game đầu tiên, game mở bát khá ok mọi người. Cá nhân cảm thấy chiếc Dimit hơi ngon. Hàng thì anh em cứ xem ở trong giải, người ta cứ spam chiếc Tana Dimit mít thôi. Mình có cài với đua cải thiện hello nè. Hello mọi người thấp quá nhắn vào mình thôi.